Xin chào mọi người. Bây giờ cái video này là video tiếp theo của cái bộ sản phẩm mà kem Mangota Gold. Hồi nãy là em giới thiệu kem Mangota Gold rồi. Bây giờ là em sẽ giới thiệu cái dòng Mangota luôn. Là hai cái dòng này là chuyên đặc trị nám tàn nhang luôn. Da mà chị em nào bị nám nhiều á là mình sử dụng hai cái dòng sản phẩm này nha. Cái dòng sản phẩm này là 260 một bộ, còn dòng sản phẩm này là 180 một hộp. Một hộp như thế này là 18 gram nha chị em mình. Một hộp như thế này là 180 ngàn và 18 gram. Mình cũng sử dụng là mình rửa sạch da, sau đó mình thoa ngày 2 lần sáng và tối nha. Cũng cải thiện da của mình là sau 14 ngày hoặc 1 tháng tùy theo tình trạng da, nám nhiều hay là nám ít thôi. Nhưng mà đây là hai dòng sản phẩm bên công ty Mi Đen á, chuyên về đặc trị nám á, rất là hiệu quả luôn. Như chị em nào xài cái dòng kem body Bạch Ngọc Liên bên công ty Mi Đen rồi sẽ biết là nó hiệu quả như thế nào. Sử dụng trên da của mình á, sau quá nhiều ngày sẽ body của mình á, da body của mình á sẽ rất là trắng và sáng luôn. Cho nên em nghĩ chị em mình nên kết hợp với dòng kem mặt bên công ty Mi Đen á, thì da của mình nó sẽ đẹp toàn diện luôn, da tay, da chân và da mặt á, của mình nó đều đẹp luôn nha. Như da chị em nào á, bị nám á, mà nám nhiều á, thì mình sử dụng hai dòng kem nám bên công ty Mi Đen. Còn mà da chị em nào mà muốn trắng da thì mình có thể sử dụng kem Bạch Ngọc Liên trắng da. Rồi da chị em nào bị mụn thì mình có thể sử dụng là kem trắng da trị mụn bên công ty Mi Đen luôn nha. Bên Mi Đen thì có nhiều dòng sản phẩm cho chị em mình lựa chọn. Cứ nếu mà chị em mình cứ thắc mắc gì thì cứ nhắn tin Zalo cho em, kết bạn Zalo em sẽ tư vấn kỹ hơn nha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.